Rất cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với các cơ sở thương mại vừa qua, bảo hành đón trợ cho chương trình tin tức của đài truyền IBC TV. Bản tin cập nhật trong phần tin Á Châu, tin tức từ Ấn Độ, ít nhất 25 người tử vong tại bang Bihar của Ấn Độ sau khi uống rượu nhiễm độc. Đã có ít nhất 25 người tử vong sau khi uống rượu nhiễm độc tại tiểu bang Bihar miền đông Ấn Độ. Tổng giám đốc cảnh sát cho biết vào ngày 17 tháng 10, ít nhất 10 người đã bị bắt giữ trong vụ án tại tiểu bang này, nơi đã cấm việc buôn bán rượu vào năm 2016. Những cái chết do rượu sản xuất bất hợp pháp được gọi tại địa phương là hooch hoặc là rượu quê là chuyện thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, nơi nhiều người đã không đủ khả năng mua rượu có thương hiệu. Các chính sách cụ thể của thành phố giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của hiệu ứng Siphon. Theo Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Nihon, việc tùy chỉnh các chính sách nhà ở dựa trên các điều kiện địa phương là một cách để giảm thiểu tác động tiêu cực của hiệu ứng hút trong lĩnh vực bất động sản do các quy định mua nhà dễ dàng hơn ở các thành phố lớn của Trung Quốc. Vào ngày 26 tháng 9, Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC đã tổ chức một cuộc họp để phân tích và nghiên cứu tình hình kinh tế hiện tại và đưa ra các sắp xếp tiếp theo cho các công tác kinh tế, cam kết phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 là khoảng 5% và ngăn chặn sự suy giảm của thị trường nhà ở, hai ngày sau khi Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố gói kích thích lớn nhất kể từ khi xảy ra đại dịch. Các biện pháp kích thích từ chính quyền Trung ương đã thúc đẩy niềm tin vào lĩnh vực bất động sản đang suy thoái. Từ đó thúc đẩy người mua nhà đổ xô đến các thành phố lớn để đưa ra những lựa chọn thuận lợi trong cái mà chính quyền gọi là hiệu ứng hút. Vào cuối tháng 9, Quảng Châu miền Nam Trung Quốc đã trở thành thành phố hàng đầu tiên dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc mua nhà, trong khi Thượng Hải và Thâm Quyến cho biết họ sẽ nới lỏng các hạn chế đối với việc mua nhà của người nước ngoài và giảm tỷ lệ thanh toán ban đầu tối thiểu cho người mua nhà lần đầu xuống không dưới 15%. Trung Quốc cải thiện hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam. Trung Quốc sẽ xây dựng dựa trên các hiệp định thương mại và khu công nghiệp để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại với Việt Nam. Đó là lời của phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết. Phát ngôn viên He Dayong nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong số các quốc gia ASEAN. Khối lượng thương mại hàng năm giữa hai bên vượt quá 200 tỷ đô la trong 3 năm liên tiếp. Từ thời điểm tháng 1 cho đến tháng 9 năm nay, khối lượng thương mại giữa hai nước đạt 190,38 tỷ đô la, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là điểm đến đầu tư nước ngoài quan trọng của Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu của năm, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam đạt tổng cộng 1,97 tỷ đô la, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Phát ngôn viên của Trung Quốc cũng cho biết sẽ nỗ lực để vừa thăm dò vừa thí điểm thành lập các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như là công nghệ thông tin, năng lượng mới và kinh tế số. Tin tại Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan bị án chung thân và phải bồi thường trong vụ trái phiếu. Tòa án thành phố Sài Gòn vào hôm 17 tháng 10 vừa tuyên bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mức án chung thân cho hành vi lừa đảo trái phiếu và phải có nghĩa vụ bồi thường cho các nạn nhân, theo tường thuật của báo chí trong nước cho biết. Bà Lan cùng 33 đồng phạm khác đã ra tòa kể từ ngày 19 tháng 9 trong giai đoạn hai vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát SCB để xét xử về việc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan đã thông qua ngân hàng SCB phát hành trái phiếu rác để chiếm đoạt 1,2 tỷ Mỹ Kim của gần 36.000 nạn nhân khắp cả nước. Theo đó, trong 3 tội danh bị truy tố, bà Lan đã bị tuyên án chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tờ Tiền Phong đã cho biết như trên. Tổng cộng cho 3 tội, bà Lan đã chịu hình phạt tù chung thân. Mức án này cũng tương ứng với đề nghị mà Viện Kiểm sát đưa ra trước đó. Ngoài mức án này, bà Lan còn phải có trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Tòa sẽ tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình có liên quan đến hành vi sai phạm để đảm bảo thi hành án.
Tập đoàn Hyosung của Nam Hàn sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào Việt Nam lên con số 8 tỷ đô la. Chính phủ Việt Nam cho biết mới đây rằng tập đoàn Nam Hàn Hyosung Group dự tính tăng gấp đôi khoản đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này lên 8 tỷ đô la, tạo ra 10.000 việc làm, theo tin tức từ AFP. Cho Hyun Jong, chủ tịch của tập đoàn Hyosung, vốn hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm có hóa chất, công nghiệp nặng và công nghệ thông tin, đã đến Việt Nam khi quốc gia Đông Nam Á này tìm cách tăng sức hấp dẫn của mình như một điểm đến đầu tư cho các công ty quốc tế. Tại cuộc họp với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính, ông Châu cho biết tập đoàn sẽ tăng đầu tư vào quốc gia này thêm 4 tỷ đô la, tạo ra khoảng 10.000 việc làm mới. Hyosung vốn là đối tác FDI lớn thứ ba của Nam Hàn tại Việt Nam sau Samsung và LG. Từ thời điểm của năm 2007, tập đoàn này đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la vào các lĩnh vực như công nghiệp, nguyên vật liệu, dệt, hóa học, hệ thống điện, v.v. Và gần như các nhà máy ở Nam Hàn của tập đoàn này đều đã chuyển tới Việt Nam. Với khoản đầu tư mới công bố sẽ nâng tổng số vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam lên gấp đôi, 8 tỷ đô la. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát và gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tử vi cuối tuần. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.